À, cô chú ơi, bữa nay chị đi khám bác sĩ nè cô chú ơi. À, con chịu đòi nổi không? À. Yeah. You're supposed to sit on top of it. Baby, can you straighten it out? And I'll put her back on top of it. Mm-hmm. Okay, see? Now this is how you're supposed to do. You're supposed to lay down on top of it. And then go. He likes you gotta change your diaper too. Give me your other hand. Let's go this way. Good job, JD. Give me your other hand. Let's go this way. So give me your other hand. Okay, let's go this way. Okay, give me your other hand. All right, let's go this way. All right, give me your other hand. You're too fast. All right, give me your other hand. Give me your other hand. Come on. Come on. Okay. You want to be pathetic, so tired. You're such a tired baby. You're tired, tired. No. Touch. Here. Come on. Let's go this way. Oops. Right. Let's spin around. Grab this hand. No. Gotta grab this hand. Alright, spin around. Grab this hand. Okay, spin around. Grab this hand. Cô chú ơi, thì như cái video clip ban đầu có giá cô chú đã coi, thì nãy là Jay mới vừa đi bác sĩ về, thì lý do tại sao Jay của chúng ta đi bác sĩ. Jay, chào cô chú đi con. Em hôm nay là em không có được khỏe cô chú ơi. Cô chú biết là sáng nay ngủ dậy là em khóc hoài à. Khác với những sáng bình thường vậy là chơi là chạy đồ, sáng này là cứ đòi mẹ bồng khóc hoài luôn. Xong rồi cái mới thấy lạ nên thôi đi gọi đi bác sĩ để coi làm sao. Này Jay, chào cô chú đi Jay. Cứ đeo mẹ hoài luôn, rồi cái mới gọi đặt hẹn cho bác sĩ. Thì vô bác sĩ khám đồ này kia các nọ, bác sĩ coi trong lỗ tai lỗ đồ của nó đó, thì bác sĩ nói là ở bên phía tay phải, tay trái của Jay là đang bị ear infection, là có nghĩa là bị nhiễm trùng tai đó cô chú. Bác sĩ nói là cái này là rất là common, rất là phổ biến đối với những đứa trẻ, đứa con nít. Cũng chả biết do lý do tại sao nữa. Đi bơi thì từng này là Jay không có đi bơi, không phải là lý do nước, không biết, chả biết là lý do gì. Nhưng mà Jay bị nhiễm trùng tai thì bác sĩ cho, có thể bác sĩ cho thuốc gì uống trong vòng 10 ngày, xong rồi 4 tuần sau đi bắt đầu đi tái khám lại. Thì bác sĩ cho thuốc uống là antibiotic, là thuốc trụ sinh đó cô chú. Đó, bên đây là nói chung là bị cái gì cũng thuốc trụ sinh đó, từ người lớn tới nít. Chào con, chào cô chú chưa?
Thấy không, cô chú thấy em mặt nay buồn ghê chưa? Không nói không năng gì đó. Sáng này là mẹ nghi rồi, mẹ nghi nhưng mà mẹ không biết lý do vì sao. Vì sao? Mình cho cô chú đi. Thôi gỡ đằng chi, gỡ ra dễ hả? Dễ nha. Để vô mày lấy tập cho con dễ nha. Rồi con đứng đây con nói chuyện với cô chú đi, mẹ lấy tập cho dễ. Nói chuyện cô chú đi. Đây con. Rồi mẹ mở ra cho con nha. À mẹ chưa? Thương mẹ để đâu? Đau quá hả? Trời nhịp em ghê dung. Con đau đâu chỉ mẹ con, đau đâu đâu? Đau chỗ nào? Hả? Nè, à mẹ đi. Rồi, viết đây. Đó. Trời đất ơi dính miệng rồi. Miệng ơi. Kể cái đầu đó đâu có gì đâu. Thì hồi nãy về là mẹ cho em uống uống thuốc rồi đó cô chú. Cái dạng mà thuốc ở bên này đó là cái dạng nói chung là dạng bột xong rồi đi tới cái chỗ thường thường đó, cái phòng bác sĩ người ta không bao giờ cho mình thuốc đâu các bạn, người ta gửi mình tới cái quầy thuốc ở trong bất cứ một cái tiệm thuốc nào đó rồi mình mới tới đó, rồi mình có cái tên tuổi mình mới lại mình lấy. Xong rồi ở đằng đó có dược sĩ thì dược sĩ chỉ mình là liều lượng đồn sao uống ngày mấy lần, uống lượng bao nhiêu, thì cái thuốc trụ sinh của con nít này thì uống cái dạng nước thơm thơm ngọt ngọt vậy đó, ngày uống 2 lần cách nhau 8 tiếng đồng hồ, chỉ mình đồ tận tình đồ dữ lắm. Ôi dẻ dỗi ghê chưa, tội nghiệp em ghê cô chú ơi. Ôi trời, nhịp bá hay thôi á, trời nhịp em mẹ quá hay thôi á. Trời ơi, ơi, em ngồi trên xe em cái mặt em buồn hiu à. Nãy em uống thuốc lúc 2 giờ rưỡi, tối nay cỡ chừng 10 giờ rưỡi trước khi đi ngủ mẹ cho uống thêm miếng nữa. Cô nói là tại cỡ 2-3 ngày sau là cái tay đỡ đau. Sáng phải gọi điện thoại chứ, sáng 9-8 mấy giờ ta, 9 giờ học gọi điện thoại nói ủa bác sĩ đó có giờ bữa nay đi gặp con tôi không, cái bà đặt hẹn bà nói không, bác sĩ đó không có giờ nhưng mà cỡ 11 giờ rưỡi có một bác sĩ khác có giờ, mày muốn tới không? Nói tới bác sĩ nào cũng được, miễn bác sĩ là được rồi, tại vì thường thường bên đây là mình có một người bác sĩ nhất định của mình các bạn biết không? Không nhưng mà một vô cũng bác sĩ nãy Ngọc thích bác sĩ nãy nha, chứ Ngọc sẽ switch, sẽ thay đổi cái bác sĩ, tại vì cái bác sĩ cùng chung một cái chỗ làm nhưng mà có 4-5 bác sĩ khác nhau. Cái bác sĩ mà nào giờ Ngọc đưa chơi đi là cái bác sĩ đó là chắc Ngọc giới thiệu. Nhưng mà nói chung là bác sĩ đó cũng nói chung là ok, nhưng mà Ngọc sáng vô Ngọc gặp bác sĩ này Ngọc thích bác sĩ này hơn. Để mong muốn hỏi lại tên bác sĩ đó là rồi. Chết cha, có dính vô áo chưa? Cái áo đó màu trắng đó nha. Đừng làm dính vô hư áo nha. Vô cơ bác sĩ đó như thế nào? Vô mơ mốt đặt hẹn với bác sĩ đó. Nghe chơi ha. Chơi ơi. Chơi. Em bắt đó con coi, bắt đi. Cho cô chú ăn miếng không? Hả? Cho cô chú ăn miếng không? Hỏi nó không trả lời đó, ta chỉ vốn. Nhờ vẽ đi con. Vẽ đi. Cái màu này con đang vẽ là màu gì vậy chơi? Màu con đang vẽ màu gì? Màu này là màu cam đi chưa? Orange. Ừ đúng rồi. Nè, màu này màu gì? Màu gì? Con nói cam. This is orange, the color orange, 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 orange. Do you know what color this is? This is orange. Là màu gì? Màu cam.
orange là màu cam. Oops. Oops. Lúng đấy các, lúng đấy. Đó, nên là cái hôm nay cái video clip của em sẽ không có mà đi. Ơi, có chừng đúng đâu nha. Trời ơi, hết hồn. Hôm nay video clip của em sẽ thật là nhẹ nhàng thôi cô chú ơi, không có gì nhiều hết. Chỉ là em ở trong nhà chơi và nghỉ ngơi thôi, chút nữa mày cho em ăn. À, cô chú ơi, cho em ăn nè cô chú. Ăn đi con. Hả mày nghe, đúng rồi. Thổi, thổi, thổi. Good job, JD. Abuji. Có bịch cái bịch. Ăn đi con, ăn giỏi đi con. Oh. Good job, JD. Mau mốc tự ăn nha. Ráng đi mau mốc tự ăn. Chứ đâu mẹ đâu có đúc, mẹ đâu có rảnh đâu, mau mốc mà có đi nhà trẻ, nhà đồ cái con đi học đi đồ con tự ăn chứ mẹ đời mẹ đâu có đó mẹ để mẹ đúc con đâu. Hiểu không? Cái gì mình cũng phải tự làm hết, mong mốc cũng phải tự mặc quần áo vô nè. Tới tuổi là mình phải cho tự mặc quần. Cái tay bị gì nữa đây? Hả? Cái con Lucky nó mới vào nữa phải không? Cái con Lucky này thiệt tình thiệt chứ. Ai mượn cô thấy Lucky là con nhào không chị chay? Đụng tới Lucky toàn là đụng vô sự đau đớn không à. Ưng vậy đó. Hả miệng nhau lẻ ra đàng hoàng coi làm gì léo liếm liếm nè. Bởi vì cái con Lucky này nè thiệt cái chứ, đưa tay mày coi coi. Quýnh nó trời, bính cho nó ăn trận mới được, bính cái con Lucky này ăn trận mới được, tội nghiệp em chưa. Thấy vậy mà cứ nhau đầu vô Lucky hoài luôn. Kỳ lạ thiệt. Hả miệng nha. Thổi đúng rồi. Hả miệng bự ra. Nóng hơn à. Giỏi quá. Nói chung em bị cũng ư. Thổi đi con. Đúng rồi. Thật rồi, nó kéo gần lại nó không được. Kéo xa xa đó, nó kéo gần lại nó đem bấm đấy cô chú. Thật rồi, trời trời trời, tôi kéo xa ra cái nó kéo kéo gần lại ha. Coi nào, coi nào, coi nào. Cắm đây. Rồi. Có cho cô chú miếng không? Trời ơi, rớt, 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 rớt. Rớt. Nè, rớt nè, lũng. Đúng rồi. Đúng rồi. Giỏi quá. Chay tự ăn nó hơi dơ, nó hơi messy. Nhưng mà phải chay phải tự ăn nha cho con. Giờ tới cái tuổi đó rồi, gần 1 tuổi rưỡi rồi, phải biết tự cầm ăn chứ còn em đút miết nữa. Lỡ mà mẹ có chuyện có công việc mà giờ mẹ chở con đi nhà trẻ rồi khi con phải tự biết rồi con ấy đồ con ăn chứ đâu mấy cô giáo đâu có đút con từng muỗng được. Mấy cho cô chú hả? Này cho cô chú nè. Hạ miền da. Hạ miền da. Thổi thổi thổi. Trời ơi, trời ơi đã chưa? Ăn đàng hoàng sao liếm liếm vậy? Đứng. Hả mày nghe. Cái gì vậy? Nóng hay gì? Nè, lấy chùi miệng đi, chùi miệng chùi tay nè. Chùi tay chùi miệng đi. Chùi miệng chùi tay đi, con chùi chứ không ai chùi hết. Miệng cái tay con chưa hay kìa. Cái tay cái miệng chưa hay kìa. Thôi. À, cô chú coi em bé nè, em bé bệnh mà em bé vẫn dẻ nè, cô chú coi em bé dẻ rồi, tay chân là tan nát luôn rồi nè. Dẻ hả? Con dẻ cho cô chú coi ha. Nè, đó, dẻ đây. Đó. Đó. Dẻ cho, coi dẻ tay chân nè. Đó. Quá đẹp luôn á. Mà cô chú biết sao không có được cái bút này là chút nữa đi rửa tay là có mực nó ra. Đó, dẻ ra coi, dẻ. À, cho cô chú coi tay con coi. À, cho cô chú coi tay con coi. Nó dẻ từ hồi nãy giờ nó dẻ tới hết người nó luôn rồi cô chú ơi.
nó xâm xâm hết người luôn rồi cô chú ơi. Thì ghê chưa? Đó. Thì cái video clip hôm nay cũng ngắn gọn vậy, thông báo tình hình sức khỏe của em cho cô chú cùng biết. Với lại để cho cô chú thấy em chút để cho cô chú đỡ lo. Cảm ơn cô chú đã xem cái video clip này nha. Hy vọng là em sẽ mau hết bệnh nha cô chú nha. Bye bye cô chú đi chay. Chay, bye bye cô chú đi. Bye bye. Rồi cô chú nhớ like cái video clip giùm em nha cô chú. Ớt không? Có mặt thấy ớt không? Mặt cũng giận vô, giận vô. Mặt cũng giận vô, cho giận vô. Giận ơi, trời giận vô, trời giận vô. Ooh, fancy, mancy.